Hello, xin chào tất cả các anh chị học viên. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học mâm cơm tiếp theo có tên là mâm cơm bình an số 5 nha. Và để làm được mâm cơm bình an số 5 này thì chúng ta cần có hai việc quan trọng nhất cần phải làm bây giờ. Việc đầu tiên là trước khi nấu ăn mà muốn nấu ăn ngon á thì tâm trạng mình phải vui. Thứ hai là mình phải vui và cộng với việc là mình phải đặt thêm cái tình yêu thương vào trong việc nấu từng món ăn cho cái người thân của mình hoặc là cho khách hàng của mình nha. Thì mình mới có thể nấu được những món ăn ngon. Đó là điều quan trọng thứ nhất. Điều quan trọng thứ hai, chắc chắn không thể thiếu là chúng ta phải đi chợ để mua tất cả các cái nguyên liệu về để chúng ta có thể nấu được mâm cơm bình an số 5. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là sau khi đi chợ về thì Nhi đã có những cái gì, Nhi đã có những nguyên liệu gì để cho mâm cơm ngày hôm nay của chúng ta nha. Và đây là những cái nguyên liệu cũng như là định lượng cần để mình làm món. Nhi sẽ nấu canh trứng này, canh trứng cà chua hay còn gọi là canh mây. Và bây giờ mình sẽ đi vào các nguyên liệu cần. Về phần canh thì Nhi ở đây Nhi có là 3 quả trứng gà, 2 trái cà chua. Rồi ở đây mình có khoảng 50g nấm, nấm gì cũng được. Nhưng ở đây là Nhi có nấm bào ngư để mình nấu cho nó ngọt cái nồi canh của mình hơn. Như vậy là ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có chuẩn bị là tỏi băm. Rồi chuẩn bị thêm muối, tiêu, đường, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm chay, gia vị đầy đủ để chúng ta có thể làm được các món ăn ngày hôm nay. Và bây giờ món đầu tiên chúng ta sẽ bắt tay vào sơ chế thêm một số cái phần chưa được sơ chế như là cà tím hay là cà chua nha. Rồi đối với 4 quả cà chua này á thì chúng ta sẽ cắt nhuyễn như thế này, cắt nhuyễn hạt lựu cho Nhi ha. Để 4 trái cà chua thì mình sẽ cắt nhuyễn hạt lựu như thế này để chúng ta có thể làm sốt cà chua. Tiếp theo chúng ta sẽ nấu canh mây hay còn gọi là canh trứng cà chua. Nhưng mà Nhi rất thích gọi cái tên canh mây tại vì thực sự là Nhi bây giờ lớn rồi mà vẫn thích ăn canh này. Và ngày nhỏ đây cũng là một trong những món ăn yêu thích của Nhi luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần nguyên liệu cần chuẩn bị và giá vốn của món canh trứng cà chua để ra thành phẩm một dĩa lớn dùng cho mâm cơm từ 4 đến 6 người ăn. Nguyên liệu gồm có 2 quả trứng, 3 quả cà chua mỗi quả 100g. Dầu ăn và dầu màu điều mỗi thứ 10ml. Tiếp theo là tỏi băm 10g, 20ml nước mắm, đường 25g, nước cốt chanh 10ml là 1/2 trái, 1g muối, 5g hạt nêm, 1g bột ngọt, 1g tiêu, ngò dí với ngò gai là 10g, và cuối cùng là 700ml nước lọc. Nếu mua được nguyên liệu rẻ hoặc mắc hơn thì giá vốn cũng có thể sẽ giảm hoặc tăng. Tổng giá vốn của một tô canh trứng cà chua là 17.485 đồng. Giá vốn nếu mình chia thành 6 phần là 2.910 đồng và khi chia thành 10 phần sẽ là 1.746 đồng. Món này giá vốn cao, dùng làm món chính trong mâm cơm hoặc dĩa cơm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho dầu ăn vào 20ml dầu ăn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cà chua nha. Chúng ta dùng từ 2 tới 3 trái cà chua. Ở đây Nhi dùng 3 trái cà chua là khoảng 300g á. Chúng ta cắt làm 6. Chúng ta bổ đôi xong. 6 hoặc 8 nha. Chúng ta cắt làm 8. Bổ đôi xong rồi mỗi nửa trái chúng ta cắt 4 thành hình muối cau á. Đó. Rồi bây giờ là chúng ta bắt cái nồi lên, cho dầu ăn nó nóng lên, cho vào đây 10g tỏi phi thơm lên để nấu canh cho nó thơm. Thì cái tỏi này này nó thơm, nó sẽ khử cái mùi tanh của trứng nha. 20ml dầu ăn, 10g tỏi. 10g tỏi là khoảng 1 muỗng, thường là Nhi có cái muỗng này này, là Nhi đông cứ 1 muỗng là 10g vậy đó. Thường mình đông muỗng ha. Một muỗng tỏi. Rồi khi mà tỏi đã thơm như thế này rồi thì chúng ta cho hết cà chua vào. Xào cà chua với lửa lớn. Mục tiêu của việc xào cà chua với lửa lớn á là để cho cà chua nó ra cái nước chua của nó và nó ra cái nước màu của nó luôn. Mình xào khoảng 1 phút nha. Nấu với lửa lớn khoảng 1 phút cho cà chua nó hơi nát.
chúng ta có thể đậy nắp, nó hầm hơi thì cà chua nó nhanh nát. Cà chua nát thì nó sẽ ra cái phần nước cà chua, ra cái phần màu đỏ hồng, màu hồng hồng của cà chua, để mình có cái lớp nước màu đẹp cho món canh này. Rồi khoảng 30 giây thì mình đảo một lần nha, để không bị cháy. Đó, rất là thơm, thơm mùi tỏi hòa với mùi cà chua. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho 700ml nước sạch vào nồi để nấu canh. Nếu mà gia đình mình muốn dùng nhiều nước hơn thì chúng ta có thể nấu thành 700 hoặc 1 lít nha. Thì ở đây Nhi nấu 700ml nước. Chúng ta đậy nắp cho nó sôi. Tiếp theo là chúng ta sau khi cho nước vào thì chúng ta cho nấm vào luôn, nấu cho ngọt nước 50g nấm tuyết nha. Mình rửa sạch rồi mình cắt thành sợi. Bây giờ mình sẽ đập sẵn 3 quả trứng nha. Sau đó chúng ta sẽ đánh trứng cho nó đều lên. Xíu nữa mình đổ vô canh. Rồi sau khi đánh đều xong á, thì để cho trứng xíu nữa nó ngon hơn á, mình sẽ thêm vô đây 1g. 1g hạt nêm. Và một xíu tiêu để khử bớt cái mùi của trứng. Tiếp tục trộn đều trứng với hỗn hợp với nguyên liệu với gia vị. Trong lúc đó chúng ta sẽ cắt hành, cắt ngò rí và ngò gai để chuẩn bị nêm canh. Rồi khi nước đã sôi rồi thì chúng ta sẽ cho trứng vào nha. Đây, chúng ta sẽ cho trứng vào và khuấy như thế này. Đó, khuấy đều thì nó thành mây. Tại trứng nó sẽ bị nát ra. Rồi nó giống như mây á, gọi là canh mây. Món này ăn rất là ngon nha. Ngon lắm. Nấu thì rất là nhanh và đơn giản. Nhưng mà nó sẽ là sự kết hợp giữa cái vị ngọt béo của trứng và cà chua. Đó. Ở đây là chúng ta nấu kiểu hơi nhà giàu một chút, hơi nhiều trứng nha. Nếu mà nghèo nghèo thì chúng ta dùng một cái vẫn được nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ nêm luôn. Nó sôi lên là chín rồi, chúng ta tắt bếp, không có nấu lâu. Rồi chúng ta cho 3ml dầu, màu dầu điều lúc đầu nha. Bây giờ mình sẽ nêm tiếp 20ml nước mắm cho nồi canh này. Tiếp nữa chúng ta sẽ nêm 3g hạt nêm thôi. Do mình có 1g bên muối ở bên trứng rồi. 5g đường. 2g bột ngọt. 1g muối. Một chút xíu tiêu cho canh nó thơm. Rồi chúng ta cho ngò rí và ngò gai vào. Khuấy đều là chúng ta xong. Tắt bếp. Đây anh chị thấy cái phần trứng hấp dẫn không? Ở đây là mình nấu kiểu nhà giàu là coi như là hơi nhiều trứng nha. Mà mình có thể bớt lại 1 đến 2 trái vẫn được nha. Thì công thức nêm vẫn không đổi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nêm. Thường công thức Nhi nấu là đã chuẩn rồi. Tuy nhiên là nó phụ thuộc vào khẩu vị ăn. Nhiều người ăn nhạt hơn hoặc ăn mặn hơn thì chúng ta điều chỉnh. Ví dụ là thường Nhi nấu xong á, là dù công thức chuẩn nhưng vẫn phải nêm. Bởi vì Nhi sợ nhiều khi mình quên cái bỏ nguyên liệu gia vị nào đó. Như vậy là quá ngon rồi, là chúng ta đã có thể thưởng thức được rồi. Nhưng mà nếu trường hợp gia đình mình là như đang nấu công thức canh là kiểu là nó sẽ mặn nhẹ thôi và nó sẽ có cái độ ngọt giữa rau củ, các nguyên liệu và độ ngọt của đường khi mình nêm nữa. Tuy nhiên nếu trường hợp gia đình mình ăn mặn thì anh chị có thể nêm thêm giúp Nhi một chút xíu muối hoặc là một chút xíu hạt nêm đều được nha. Chứ còn lại là mình không cần nêm thêm gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra tô cho món canh của mình nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng múc ra. Món này là thời thơ ấu của rất nhiều người. Đó, có nấm nè. Có nấm nè, rồi có đủ thứ hết. Nấm, trứng, cà chua, rồi cái rau. Rồi ơi, cái ngò rí, ngò gai nó thơm lắm. Bỏ vô đây là nó khử hết cái mùi trứng luôn. Ăn mà không nghe mùi trứng, mà chỉ nghe vị béo của trứng thôi, như vậy mới ngon.
Còn mình nấu không biết cách á, mình không có dùng tỏi, không dùng các cái rau thơm để mình khử nó đó, thì nó sẽ rất là tanh và khó ăn. Công thức nấu của Nhi thì Nhi ưu tiên vào cái việc nấu xong là phải đẹp và thơm. Rồi mới tới chuyện ăn ngon. Đẹp, thơm và ngon nha. Đó, cho lên cái chóp cao luôn. Nhìn cho nó hấp dẫn. Ok, được rồi ha. Ngon quá, vừa đủ một tô to. Bây giờ mình sẽ cho một ít hành ngò lên trên cùng. Như thế này. Và mình rắc một ít tiêu. Tiêu bột lên cho nó thơm. Tiêu này này nó sẽ bốc lên theo cái làn khói đang nóng của tô canh và nó sẽ rất là thơm. Như vậy là mình đã xong một tô canh. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được mâm cơm bình an số 5 rồi. Như chúc cho tất cả các anh chị mình sẽ vào bếp với nhiều niềm vui, nhiều tình yêu thương và thực hiện thành công tất cả các món chúng ta đã được hướng dẫn ngày hôm nay. À, chúc các anh chị thực hiện thành công để áp dụng vào trong công việc này hoặc như là hoặc là cuộc sống gia đình mình một cách hiệu quả nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, ngoài ra ngày hôm nay Nhi sẽ có chương trình ưu đãi sách. Nhi sẽ ưu đãi sách với giá siêu đặc biệt bằng với tiền in ấn thôi. Bây giờ cả nhà nào muốn mua sách thì chúng ta lắng nghe. Nhi có 5 bộ sách nha, Nhi sẽ nói một chút về 5 bộ sách nha. Bộ đầu tiên á, là bộ tập hợp những món bán chạy nhất của các thương hiệu trà sữa. Thì trong này là hơn 100 món đồ uống và topping đi kèm. À, dành cho những ai muốn làm những cái món nước để bán cho học sinh sinh viên. Tập hợp những món bán chạy nhất của thương hiệu trà sữa. Bộ thứ hai là tập hợp những món bán chạy nhất của thương hiệu cà phê, cũng gần 100 món. Rồi bộ thứ ba là các món ăn vặt của Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, rất là đặc sắc, ăn vặt hot trend, bánh tráng trộn, xoài lắc, khoai lang phô mai lắc, gà rán KFC, chân gà xả tắc, rồi các món như là bánh pizza, bánh su kem, mì cay Hàn Quốc, cơm trộn Hàn Quốc, cơm cuộn Hàn Quốc, tteokbokki Hàn Quốc, rồi các món chè Thái, chè khoai dẻo, chè khúc bạch, hai mươi mấy loại chè, các loại kem, kem tươi, kem viên, bingsu vân vân là trong cuốn ăn vặt này. Rồi tiếp theo là 45 mẫu bánh kem Roko 3D, bánh bắp và bánh kem sinh nhật. Bộ thứ năm mà Nhi có đó là bộ ẩm thực An Lạc dành cho những người nào muốn ăn chay. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 5 bộ sách. Và một bộ sách là có 3 cuốn nha. Một bộ sách là sẽ có một cuốn công thức có hình Nhi. Ví dụ bộ số 1 là tập hợp những món bán chạy nhất của các thương hiệu trà sữa để chúng ta làm những món nước bán cho học sinh, sinh viên. Thì khi mua một cuốn sách công thức có hình Nhi thì chúng ta được tặng kèm một cuốn cẩm nang. Cuốn cẩm nang này sẽ nói về những cái nguyên liệu, dụng cụ, máy móc cần mua để mình làm được món trong cuốn sách công thức. Cuốn cẩm nang là tặng kèm, không bán. Và đồng thời mình cũng được tặng kèm thêm một cuốn gọi là bí quyết quán đông khách. Cuốn này á là tập hợp những cái bí quyết để giúp quán mình đông khách. Thì như vậy một bộ sách là có 3 cuốn, là một công thức có hình Nhi, một cuốn cẩm nang và một cuốn bí quyết. Đây là bộ sách mà Nhi dùng để hướng dẫn trong các lớp học trực tiếp cũng như là online có giảng viên. Bộ sách này vô cùng là giá trị. Bán niêm yết trên website của Học viện Pha Chế Vin 3 là 1,5 triệu một bộ sách. Nhưng mà ngày hôm nay trên sóng livestream này, anh chị nào yêu mến Nhi cũng như là yêu thích bộ sách của Nhi thì Nhi sẽ chỉ có lấy cái chi phí in ấn của 3 cuốn sách này là chỉ có 400.000 đồng. Nên anh chị nào muốn mua thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để được mua sách gốc với giá gốc nha. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sách giả. Chính vì vậy Nhi đã đưa ra mức giá ưu đãi nhất cho anh chị để mua với giá rẻ nhất mà lại được sách gốc và giá gốc. Cho nên cả nhà mình hãy comment mua sách kèm theo số điện thoại nha, để được mua sách gốc với giá gốc của chính tác giả luôn, để không bị mua sách giả. Rồi cứ một bộ là 400 ngàn. Kể từ bộ thứ hai á, là được giảm thêm 50 ngàn nữa. Đó, bởi vì bộ thứ hai là có cuốn bí quyết giống thì mình không lấy, giảm thêm 50 ngàn nữa. Thì bộ thứ nhất 400 ngàn, bộ thứ hai 350, bộ thứ ba cũng 350. Một bộ là 400 ngàn, hai bộ 750, ba bộ là 1,1 triệu, bốn bộ là 1,450, mà năm bộ là 1,7 triệu, là chỉ bằng tiền in sách thôi ha. Rồi cho nên những anh chị nào muốn mua sách gốc với giá gốc của chính tác giả thì comment mua sách kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi xác nhận cũng như là gửi sách cho mình thông qua đường bưu điện nha các anh chị.
Rồi, như vậy thì tóm lại là những anh chị nào muốn mua nguyên liệu thì comment mua nguyên liệu kèm số điện thoại để được tư vấn. Nếu anh chị nào muốn mua được sách gốc với giá gốc chỉ có 400.000 đồng một bộ thì chúng ta comment mua sách kèm theo số điện thoại. Nếu anh chị nào muốn học để được ưu đãi 70% cho khóa online và 35% cho khóa trực tiếp thì chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại nha. Ngoài ra những ai có câu hỏi gì thì mời các anh chị comment để mình giải đáp trước khi chúng ta kết thúc buổi học sáng nay. Khóa học thì hiện tại học viện mình là có khóa học vào cuối tuần này luôn nè, hoặc là các tuần thì đều có khóa học. Khi mà mình đăng ký khóa học trực tiếp tại học viện pha chế Vinba hoặc là mình đăng ký chương trình học online có giảng viên, học viện mình có hai chương trình học là học trực tiếp tại học viện có giảng viên hoặc là mình có thể đăng ký chương trình học online có giảng viên, thì cả hai chương trình mình đều có 11 quyền lợi khi mình đăng ký học, rất là đặc sắc nha. Quyền lợi thứ nhất là mình sẽ trở thành thành viên VIP của Vinba để được chăm sóc trọn đời sau khi mình đã học. Quyền lợi thứ hai là mình sẽ được bảo hành cho đến khi nào học thành công, có nghĩa là nếu mình đăng ký mà mình học chưa thành công bên em bảo hành cho đến khi nào anh chị học thành công và làm được món. Quyền lợi thứ ba, mình được cập nhật công thức mới trọn đời. Quyền lợi thứ tư á, là khi mình đăng ký học dù online có giảng viên hay trực tiếp có giảng viên thì mình đều được cấp bằng hoàn thành khóa học. Quyền lợi thứ năm là mình sẽ được tư vấn một một về kiến thức mở quán sau khi mình học xong để mình có thể đủ kiến thức để mở một cái quán trà sữa, quán cà phê hay quán ăn vặt. Quyền lợi thứ sáu là mình sẽ được học có giảng viên thì họ sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ kinh nghiệm cho mình để mình học và hiểu bài được sâu thì mình sẽ thực hành dễ dàng hơn. Quyền lợi thứ bảy là khi anh chị đăng ký học online có giảng viên hay học trực tiếp, anh chị sẽ được tặng một tài khoản bao gồm tất cả các video bài giảng để mình có thể xem đi xem lại nhiều lần. Quyền lợi thứ 8 là mình sẽ được tặng kèm bộ sách. 5 cái bộ sách lúc đầu như có giới thiệu thì mình đăng ký khóa nào thì mình sẽ được tặng kèm bộ sách của khóa đó mà không cần phải mua. Còn nếu mình mua thì giá sách là cũng niêm yết là tới 1 triệu rưỡi các anh chị hả? Cho nên khi mình đăng ký học là mình được tặng sách rất là có lợi. Quyền lợi thứ 9 là mình được tặng kèm bộ hình. Ví dụ mình học đồ uống thì mình sẽ được tặng hình đồ uống, mình học đồ ăn thì mình sẽ được tặng hình đồ ăn. Đó là quyền lợi thứ 9. Và quyền lợi thứ 10 là gì? Quyền lợi thứ 10 là nếu mà trên cái sóng live stream ngày hôm nay anh chị muốn đăng ký học, anh chị comment ngay là đăng ký học kèm theo số điện thoại, mình sẽ được giảm 70% cho khóa online có giảng viên và giảm 35% cho khóa trực tiếp có giảng viên nha các anh chị nha. Lưu ý là chỉ trên sóng live stream ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn học thì chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại của mình, đăng ký học kèm theo số điện thoại thì mình được giảm ngay 70% học phí cho khóa online có giảng viên và 35% học phí cho khóa trực tiếp có giảng viên, cộng theo 10 quyền lợi mà Nhi vừa nói kể trên. 10 quyền lợi này chỉ có Vinba có thôi, những trường học khác Nhi đảm bảo là không có, bởi vì Vinba là đơn vị dạy học và set up quán cùng với có các đội ngũ marketing thì bên em mới có thể hỗ trợ các cái chương trình sau học cho anh chị như là chương trình bí quyết quán đông khách mà những nơi khác là không thể nào có được nha. Thành ra nếu anh chị nào muốn học thì comment đăng ký học kèm theo số điện thoại nha. Chúc các anh chị thành công và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.